đăng ký thông tin. Người bệnh đăng ký nhanh thông tin tại kiosk bằng chứng minh nhân dân, thẻ Vietcombank, một số loại giấy tờ khác hoặc tự nhập thông tin trên thiết bị. Nhận phiếu số thứ tự nhận bệnh và đến khu đăng ký khám bệnh. Bước 2. Đến khu đăng ký khám bệnh, người bệnh theo dõi số thứ tự đến lượt trên màn hình TV. Trường hợp chưa đến lượt, người bệnh sẽ không được tiếp nhận. Vui lòng chờ đến lượt. Trường hợp đến lượt, người bệnh có thể vào cửa để đăng ký phòng khám, nạp tiền vào thẻ và nhận thẻ TechMedi. Trường hợp số thứ tự đã qua, người bệnh có thể vào cửa bất kỳ để đăng ký. Bước 3. Phòng khám. Trường hợp chưa đến lượt, người bệnh sẽ không được tiếp nhận. Vui lòng chờ đến lượt. Trường hợp đến lượt, người bệnh có thể vào phòng khám và làm theo các hướng dẫn sau. 1. Chạm thẻ vào đầu đọc trên bàn theo sự hướng dẫn của điều dưỡng. 2. Chạm thẻ trên thiết bị như hướng dẫn sau. Trường hợp số thứ tự đã qua, người bệnh có thể vào phòng khám. Sau khi được thăm khám, nếu người bệnh được chỉ định làm cận lâm sàng, vui lòng đến thiết bị thanh toán và chạm thẻ như hướng dẫn sau. Trường hợp thẻ không đủ tiền, yêu cầu nạp thêm, người bệnh đến quầy tài chính để nạp thêm tiền. Sau đó thanh toán lại như hướng dẫn. Bước 4. Thực hiện cận lâm sàng. Trường hợp đến lượt, người bệnh vào phòng và chạm thẻ vào đầu đọc trên bàn theo sự hướng dẫn của điều dưỡng, sau đó thực hiện cận lâm sàng. Sau khi nhận kết quả, người bệnh quay lại phòng khám để bác sĩ đọc kết quả và kê đơn thuốc. Bước 5. Tổng kết chi phí khám và nhận thuốc. Tổng kết chi phí tại thiết bị như hướng dẫn sau. Sau đó nhận phiếu số thứ tự phát thuốc và phiếu thanh toán. Người bệnh chờ nhận thuốc theo số thứ tự trên màn hình. Nhận thuốc và ra về. Trường hợp nhập viện, người bệnh đến quầy làm thủ tục nhập viện để làm hồ sơ.